Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng và oi bức còn kéo dài hết ngày hôm nay ở Hà Nội với hình thái trời có mây, ngày có nắng gián đoạn, chất lượng không khí được dự báo ở mức xấu, mức có hại cho sức khỏe con người. Sáng sớm trời nhiều mây, mưa khả năng xuất hiện ở vài nơi, nhiệt độ vào khoảng 28 đến 29 độ, độ ẩm trên 90%. Và đến khoảng 10 giờ nắng lên, nhiệt độ tăng nhanh lên mức là 33 độ và duy trì trong cả buổi trưa. Mức nhiệt lên cao nhất trong ngày hôm nay là 34 độ vào lúc 14 đến 15 giờ chiều, rồi sau đó giảm xuống 32 độ khi mật độ mây tăng dày trở lại. Những cơn mưa dông khả năng quay trở lại vào lúc này khiến nền nhiệt giảm nhanh. Đến 19 giờ thì mức nhiệt ở ngưỡng là 27 độ. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trong mưa dông. Độ ẩm trong ngày từ 71% cho đến 94%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 6, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Và tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 5 đến 15%. Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Và sang tháng 6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực ở Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 27 cho đến 34 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức, với nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì và Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, với mức nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, có mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 cho đến 34 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.